Chào mừng anh chị đến với video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Trong nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về chủ đề là với tài chính vài trăm triệu thì nên đầu tư bất động sản ở Bình Phước kiểu nào cho nó đạt hiệu quả cao. Đây là cái nhu cầu nhiều nhất hiện nay ở trên thị trường. Với những khoản tài chính vài trăm triệu thì kể cả những bạn làm văn phòng, những bạn làm công ty, công nhân, những anh chị chúng ta làm việc trong các cái khu công nghiệp, chúng ta có những cái khoản tài chính này và chúng ta có những tư duy đầu tư bất động sản. Và với những khoản tài chính này trước đây thì chúng ta có thể đầu tư ở các khu vực như là trung tâm như là Trơn Thành này, Đồng Xoài và Đồng Phú, đúng không ạ? Có thể là năm 2019 đến năm 2021. Thì những anh chị nào mà chúng ta có những tầm nhìn sớm như vậy thì đến thời điểm này phần lớn anh chị đều thành công, đều mang lại kết quả tốt rồi. Tuy nhiên đến cái thời điểm này thì để đầu tư được ở Bình Phước thì chúng ta cần phải chiến lược khác, đúng không ạ? Bởi vì ở những cái khu vực trung tâm chúng ta phải chấp nhận rằng giá đã thiết lập nhiều lần do là cái nhu cầu đầu tư rất là đông, đúng không ạ, trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt là có những cái thông tin tốt cho thị trường bất động sản, ví dụ như ở huyện Trơn Thành đi thì đầu tiên là khu nghiệp, đúng không ạ, BKMX, sau đó là gì ạ, sau đó là cái việc nên thị xã Trơn Thành, thứ hai nữa là thành phố nên Đồng Xoài, từ thị xã nên thành phố và sau đó mở rộng thành phố Đồng Xoài, đúng không ạ, cái thứ ba nữa là huyện Đồng Phú, từ một khu vực mà trước đây chỉ là những cái quỹ đất để trồng cao su thôi, nhưng mà quy hoạch lại có những khu nghiệp lớn, và khu nghiệp lớn nhất tỉnh Bình Phước là khu nghiệp BKMX ở đây, đúng không ạ, và nhiều cụm công nghiệp khác nữa. Chính vì vậy cho nên là với những cái thông tin này nó làm cho cái giá bất động sản nó tăng lên nhiều lần. Và để đầu tư ở các khu vực này chúng ta cần phải một khoản tài chính khác và một cái chiến lược đầu tư khác, đúng không ạ? Vậy điều đầu tiên chúng ta sẽ chia sẻ ở đây là tại vì sao lại là thị trường Bình Phước. Cái điều đầu tiên tôi có thể chia sẻ ở đây với anh chị là chính là gì ạ? Cái định hướng phát triển của tỉnh Bình Phước đang là xây dựng tỉnh thành một thủ phủ công nghiệp giống như Bình Dương cách đây khoảng 10 cho đến 15 năm. Thì hiện nay Bình Phước đang tập trung phần lớn vào cái việc xây dựng đường xá, các cái tuyến đường cao tốc, mở rộng các cái trục đường DT, quốc lộ, xây dựng các khu công nghiệp lớn, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, mở rộng các cụm công nghiệp để phục vụ cho cái lĩnh vực bất động sản công nghiệp, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ hai là cái việc phát triển công nghiệp hiện nay cũng đang được nhà nước chú trọng với cái việc tập trung vào hoàn thiện các cái trục đường cao tốc, đặc biệt là khu vực phía Nam. Ngoài ra thì xây dựng và hoàn thiện các cái dự án như là sân bay, cảng biển và các khu nghiệp trên toàn quốc để đón đầu cái nhu cầu bất động sản công nghiệp từ các nước bạn khi về Việt Nam, đúng không ạ? Cũng như là các cái nhu cầu ở trong nước. Và cái yếu tố thứ ba, hiện nay phần lớn khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng của Bình Phước đang được tập đoàn BKMX người ta triển khai. Với tập đoàn BKMX thì cái tốc độ triển khai rất là nhanh. Điều này chúng ta có thể nhìn thấy được ở thị trường Bình Dương, đúng không ạ? Với cái sự phát triển một cách rất là khủng khiếp trong những thời gian vừa qua. Và Bình Dương trong những năm vừa qua được bình chọn nhiều năm liền là một thành phố thông minh và có cái hệ thống hạ tầng đẹp, đúng không ạ? Và thời gian vừa qua thì BKMX cũng đã xây dựng khu công nghiệp đầu tiên ở tỉnh Bình Phước, đó chính là khu công nghiệp BKMX Trơn Thành. Hiện nay thì đã có nhà máy và công nhân và làm việc. Và chúng ta có thể tin tưởng rằng thời gian sắp tới đây với cái quỹ đất rộng như tỉnh Bình Phước và với cái định hướng phát triển của tỉnh cùng với cái gì ạ, cái tốc độ triển khai của BKMX thì tất nhiên toàn tỉnh sẽ có những cái sự phát triển rất là tốt về cái việc tăng giá bất động sản, kể cả về lãi vốn cũng như là về dòng tiền, đúng không ạ? Thì tất nhiên cái này chúng ta cần phải có những định hướng lâu dài chứ không thể một ngày hai ngày mà có được kết quả được, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ tiếp theo ở đây chúng ta sẽ cần chia sẻ là Bình Phước hiện nay đang có những chính sách mở cho các nhà đầu tư, ví dụ như chính sách về phân lô tách thửa, chính sách về mua bán bất động sản, chính sách về gì ạ, về việc thu hút dân như là xây dựng cũng như là nhập khẩu, thu hút người dân từ các tỉnh khác về với Bình Phước để an cư lập nghiệp. Thì chính những yếu tố này đang là giúp cho các nhà đầu tư
có nhiều các cái cơ hội về với Bình Phước cũng như là người dân về với Bình Phước để chọn một địa phương mới để an cư lập nghiệp, đúng không ạ? Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn về cái khoản tài chính là với vài trăm triệu thì chúng ta nên đầu tư bất động sản ở Bình Phước kiểu nào cho nó hiệu quả. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ sâu hơn cho anh chị một số các chiến lược mà chúng ta có thể áp dụng đối với toàn tỉnh Bình Phước, từ các khu vực ở trung tâm vùng lõi cho tới các khu vực tỉnh vùng ven, để mỗi một chiến lược nó sẽ phù hợp với một nhu cầu đầu tư khác nhau của mỗi anh chị. Bởi vì mỗi anh chị chúng ta, có những anh chị thì chúng ta cũng ví dụ cũng với khoảng 500 triệu thôi thì chúng ta có nhu cầu đầu tư ngắn hạn thì chúng ta sẽ sử dụng chiến lược gì. Cũng có những anh chị thì với tài chính 500 triệu thì chúng ta muốn đầu tư dài hạn thì nên đầu tư kiểu nào cho nó hiệu quả, thì anh chị có thể theo dõi hết video này, tôi có thể chia sẻ để anh chị chúng ta có thể tham khảo. Nếu anh chị có thấy bổ ích và giá trị đến cộng đồng của mình thì hãy chia sẻ. Và ngoài ra đừng quên nhấn vào nút thích cũng như là ấn vào nút đăng ký kênh để lần sau nhận được nội dung mới nhất từ kênh YouTube của Nguyễn Văn Đoàn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái chi tiết từng cái chiến lược một. Thì đây là cái bản đồ tổng quan của tỉnh Bình Phước anh chị nhé, gồm những huyện, những thị xã, thành phố nào thì anh chị chúng ta đều đã được biết, đúng không ạ? Đấy. Thì gồm có những trục đường chính như là đường DT71, quốc lộ 14, quốc lộ 13, đúng không ạ? Đường DT753 là các cái trục chính. Ngoài ra thì trong tỉnh còn có những trục đường như là đường liên tỉnh, liên xã, liên huyện và liên thôn với nhau, đúng không ạ? Thì các cái trục đường này đóng cái vai trò rất là lớn trong cái việc chiến lược đầu tư mà tôi sẽ chia sẻ với anh chị ở trong video này. Thì cái chiến lược đầu tiên tôi muốn chia sẻ đây chính là gì ạ? Anh chị có thể sử dụng đòn bẩy tài chính. Sử dụng đòn bẩy tài chính như thế nào và ở đâu? Thì hiện nay đối với cái việc gọi là kiểm soát dòng vốn vào bất động sản thì nó không phải xảy ra ở tất cả các bất động sản, nó không phải xảy ra tất cả ở ngân hàng, mà cũng không phải tất cả các nhà đầu tư, mà nó tùy thuộc vào mỗi trường hợp anh chị nhé. Hiện nay cũng vẫn có một số nhà đầu tư vẫn đang sử dụng đòn bẩy tài chính được, nhưng mà nó khó khăn và cái sự gọi là xét duyệt hồ sơ nó sẽ lâu hơn một chút thôi, chứ không phải là không có. Nên là chúng ta vẫn có thể sử dụng cái chiến lược này. Thứ hai nữa là các cái chính sách càng ngày sẽ càng nới lỏng ra cho người dân cũng như nhà đầu tư, cho nên đây cũng vẫn là cái chiến lược đầu tiên mà chúng ta có thể áp dụng. Thì với cái chiến lược vài trăm triệu anh chị có thể áp dụng đối với các khu vực trung tâm hành chính huyện như là huyện Phú Riềng, đúng không ạ? Thậm chí thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, huyện Trơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bình Long, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Phước Long và Bù Đăng. Thì với những khu vực này chúng ta sẽ nhắm phần lớn vào những bất động sản vừa nại vốn vừa dòng tiền, hoặc là bất động sản có yếu tố là khai thác được luôn, ví dụ như dòng tiền là những bất động sản bên trong trung tâm chợ, đúng không ạ? Khu vực thứ hai là các khu vực trung tâm vùng nóng, chúng ta có thể sử dụng đòn bẩy tài chính. Ví dụ hiện nay thời gian vừa qua thì có huyện Trơn Thành từ huyện lên thị xã thì các bất động sản vùng trung tâm hiện nay khai thác dòng tiền cực tốt. Thứ hai nữa là huyện Đồng Phú và trung tâm của thành phố Đồng Xoài là những cái vị trí hiện nay vừa nại vốn tốt, vừa dòng tiền. Tuy nhiên thì nại vốn thì có thể là sẽ chậm, nhưng mà so với yếu tố dòng tiền thì anh chị có hoàn toàn có thể áp dụng được với những khu vực điểm nóng là ba khu vực này anh chị nhé. Tiếp theo nữa là trung tâm các cái thị xã như là thị xã Phước Long này, hoặc là thị xã Bình Long, đúng không ạ? Thì những khu vực này anh chị thấy với Bình Dương trước đây thì hiện nay cái số lượng thành phố rất là nhiều, và Bình Phước trong thời gian tầm nhìn có thể từ nay cho đến năm 2030 thì các khu vực trung tâm thị xã khả năng cao sẽ được chuyển đổi hệ thống chính trị từ từ thị xã lên thành phố. Điều này đều hoàn toàn có thể khi mà cái số lượng dân cư tăng cao, đúng không ạ? Vì thế các cái trung tâm thị xã anh chị chúng ta cũng có thể nhắm đến, đúng không ạ? Đấy là chiến lược số 1 là sử dụng đòn bẩy tài chính. Chiến lược số 2 tôi muốn chia sẻ ở đây là chính là gì ạ? Vùng ven các huyện. Thì ở cái chiến lược 2 này chúng ta có thể nhắm đến các khu vực như là Trơn Thành, đấy, Đồng Phú, thậm chí thành phố Đồng Xoài, Hớn Quản,
thậm chí thị xã Bình Long, Lộc Ninh, Phú Riềng, Bù Đốp, Bù Gia Mập và trung tâm của huyện Bù Đăng. Đấy. Tuy nhiên thì với khu vực trung tâm thành phố như là gì ạ, Đồng Xoài, huyện Phú Riềng thì nó ít khả quan hơn. Chúng ta sẽ nhắm đến các khu vực và gì ạ, ven các huyện, đấy, ven các huyện, trung tâm huyện, huyện Đồng Phú. Thì tất nhiên các cái điểm nóng trong thời gian vừa qua, ví dụ như là Trơn Thành và huyện Đồng Phú, đúng không ạ? Thì khả năng cao ấy, cũng có những cái khoản tài chính vài trăm triệu chúng ta có thể sở hữu được đất. Tuy nhiên với những vị trí như thế ở các khu vực vùng lõi đang là điểm nóng về bất động sản trong thời gian vừa qua, thì khả năng cao chúng ta sẽ mua ở những cái vị trí nó rất là xa và đường xá rất là xấu, xa các cái tiện ích như là điện đường, trường trạm. Thì mua ở những cái khu vực như thế khả năng dính quy hoạch rất là cao, và thứ hai nữa là tăng giá chậm, cho nên là anh chị cũng có thể tìm hiểu nhé, có thì càng tốt, còn vẫn ưu tiên các khu vực vùng ven của các khu vực vùng lõi. Ven là gì ạ? Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng. Và chúng ta bám các cái trục đường gì ạ? Liên xã, liên huyện, liên tỉnh, liên thôn. Bởi vì các cái trục đường này với cái sự kết nối liên thông, và ngoài ra nó có các cái tiện ích như là trường học của ấp, trường học của xã và các cái chợ tự phát nhỏ. Cho nên đây vẫn là các cái điểm để thu hút dân cư rất là tốt. Về định hướng ngắn hạn thì chắc chắn nó sẽ không thể có hiệu quả ngay được. Nhưng mà với tầm nhìn dài hạn thì những khu vực vùng ven của huyện thì anh chị chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ, tham khảo và bám gần các cái trục đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh như vừa rồi tôi chia sẻ anh chị nhé. Thì cái khả năng lại vốn cao, chúng ta được nhiều đất, giá rẻ và gì ạ, nó an toàn về quy hoạch. Cái chiến lược số 3 tôi muốn chia sẻ ở đây đó chính là ven các khu vực thị xã như là gì ạ, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long. Thì như ở ban đầu ấy, chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính ấy, thì chúng ta sử dụng là gì ạ, mua các khu vực trung tâm ở thị xã luôn đúng không ạ? Đấy, thì dùng đòn bẩy tài chính có thể là tài sản 1 tỷ cho đến 2 tỷ chúng ta bỏ vài trăm triệu, sau đó gì ạ, vay ngân hàng. Nhưng nếu anh chị nào chúng ta không muốn vay ngân hàng thì chúng ta có thể nhắm đến các khu vực vùng ven của thị xã Phước Long và thị xã Bình Long, đúng không ạ? Đấy, bởi vì các khu vực này chúng ta sẽ tận dụng các cái điểm gì ạ? Điểm gọi là có thể sau này, một là từ thị xã lên thành phố, hai là gì ạ? Việc mở rộng thị xã khi mà dân cư đông lên ở các cái thị xã như là Phước Long và Bình Long. Thì đây là một chiến lược hoàn toàn anh chị có thể áp dụng. Vài trăm triệu sở hữu đất vùng ven thị xã là một trong những chiến lược rất là hiệu quả, được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp áp dụng, anh chị chúng ta cũng có thể tham khảo. Và cái khu vực số 3, khu vực thứ 4 tôi muốn chia sẻ ở đây chính là gì ạ? Ven các cái điểm nóng sốt. Thì trong thời gian vừa qua, toàn tỉnh Bình Phước quý vị nhá, các cái điểm sôi động về bất động sản vẫn là gì ạ? Trơn Thành, Đồng Phú và Đồng Xoài. Thì ba khu vực này hiện nay nếu mà khu vực vùng lõi thì vài trăm triệu chúng ta khẳng định, tôi có thể khẳng định rằng tìm mù mắt luôn không thấy. Đấy là sự thật anh chị nhé. Hên xui thì cũng có nhưng mà rất là hiếm. Nhưng mà các khu vực vùng ven thì chúng ta hoàn toàn có thể, đúng không ạ? Đấy, ven thì hoàn toàn có thể. Ở chiến lược lúc nãy thì chúng ta đang nói về chiến lược dùng đòn bẩy. Còn nếu anh chị nào mà chúng ta không muốn sử dụng đòn bẩy ở các khu vực vùng lõi thì chúng ta có thể sử dụng cái chiến lược là vài trăm triệu mua ở ven các khu vực vùng sôi động. Ba khu vực này là khu vực sôi động nhất anh chị nhé. Đấy, ven thôi, đây này, các khu vực vùng ven đây, Đồng Xoài và Trơn Thành. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái bất động sản nào đường thông thoáng, đấy, có bê tông, có nhựa thì càng tốt, nhưng mà cũng khá là hiếm. Phổ biến ở đây là đường đất. Và chúng ta sẽ ưu tiên những tài sản nào hình dáng vuông vắn, có sổ sách, có thổ cư càng tốt, hoặc là đất nông nghiệp nhưng mà đường nó phải thông thoáng. Thì như thế sẽ rất là hiệu quả, bởi vì cái ưu điểm của các vùng ven mà thời gian vừa qua đang là sôi động với bất động sản đó chính là gì ạ? Cái thứ nhất ở đây, cái sự tác động rất là nhanh về giá. Là các khu vực điểm nóng hiện nay có khu nghiệp rồi thì kiểu gì nó cũng lan ra các cái vùng ven, đúng không ạ? Đồng Xoài và Đồng Phú đều có thể lan ra các khu vực vùng ven. Thứ hai đây nữa là gì ạ?
thời gian di chuyển. Những anh chị nào mà chúng ta từ Bình Dương hoặc là từ thành phố Hồ Chí Minh đi theo trục đường 741, quốc lộ 13 đi lên Trơn Thành hoặc là Đồng Xoài, Đồng Phú thì chúng ta di chuyển khoảng từ 1 đến 2 tiếng là tới 3 địa phương này rồi. Thì đây là một điểm lợi cho những anh chị mà chúng ta thích cái chiến lược số 4 này, đúng không ạ? Ven các khu vực điểm nóng, điểm sôi động và bất động sản để chúng ta gì ạ? Tăng cái tỷ lệ gì ạ? Thanh khoản. Thì tất nhiên lại vốn của nó có thể nó sẽ gì ạ? Nó sẽ trung bình hoặc là nó thấp hơn một chút ở những cái điểm vùng lõi. Nhưng nếu như anh chị chúng ta có đam mê tìm kiếm thì khả năng cao chúng ta sẽ tìm được những cái vị trí đẹp với những cái bất động sản như là sau này có thể sử dụng vào các công việc, có thể là xây nhà hoặc là gì ạ, chúng ta có thể xây các cái khu trọ cho các khu nghiệp về đấy người ta ở, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ, những cái bất động sản đấy sau này sử dụng vào cái phân khúc gọi là xây nhà nên bán rất là tốt, bởi vì hiện nay các vùng ven ấy, ưu điểm của nó là vẫn là giá rẻ anh chị ạ. Cho nên là với cái tài chính vài trăm triệu thì bốn cái chiến lược vừa rồi tôi hy vọng sẽ giúp ích cho tất cả anh chị chúng ta trong video ngày hôm nay. Để những anh chị nào chúng ta phù hợp với cái chiến lược nào chúng ta sẽ ứng dụng đối với thị trường tổng quan của Bình Phước trong thời gian sắp tới đây về cái việc đầu tư đất của mình, tránh những cái trường hợp như là chúng ta chưa có những định hướng kế hoạch rõ ràng, thành thực ra nó tốn thời gian của các anh chị, chúng ta kiếm hết cái địa phương này đến địa phương nọ mà chưa tìm ra đất. Thì dựa vào bốn cái chiến lược này anh chị có thể tham khảo, và nếu như hiệu quả thì anh chị có thể quay lại kênh YouTube này cho tôi một cái bình luận để tôi chúc mừng các anh chị. Và những anh chị nào mà chúng ta thấy cái chiến lược này nó phù hợp trong cái thời điểm này thì có thể áp dụng ngay và gì ạ, có thể chia sẻ với người khác anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi lắng nghe, và đừng quên chia sẻ cho cộng đồng của mình cũng như là tặng tôi một nút like, và đừng quên nhấn một nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo để lần sau nhận được những nội dung mới nhất từ kênh YouTube của Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.